Xin chào quý vị khách hàng. Trong cái video này, Chiến sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cách nhận biết và cách phân biệt đâu là dòng đèn bật led hàng trôi nổi và đâu là dòng đèn bật led hàng chính hãng của công ty. Đấy. Trên màn hình của quý vị và các bạn có hai dòng đèn. Một dòng đèn bật led trên tay có ghi là 9x54 và còn một dòng đèn bật led là 54x3W hàng đủ. Hàng công ty của bên mình đang bán. Và đây là dòng hàng chợ nhé. Chú ý, cái hàng trên tay ghi là 9W x 54. Đây là hàng chợ, hàng trôi nổi mà hiện nay đang có rất nhiều các đơn vị đang sử dụng. Đấy. Để phân biệt đâu là hàng chính hãng, hàng đủ công suất và đâu là hàng chợ, hàng trôi nổi, hàng thiếu công suất, hàng kém chất lượng, thì có hai cái phương án để nhận biết. Phương án đầu tiên đó là chúng ta sử dụng bằng mắt thường. Thông thường những cái dòng đèn chính hãng thì có thiết kế chắc chắn và lặng cân hơn cái dòng đèn chợ. Dòng đèn chợ thì nó có cái thiết kế, nó lắp đặt nó rất là sộc sạch, trọng lượng nhẹ, tấm tỏa nhiệt làm thiết kế nhỏ đi. Các cái linh kiện bên trong nhà ta cũng làm tiết kiệm để làm sao giảm giá thành chi phí xuống thấp nhất. Từ cái việc làm giảm các cái thiết bị xuống thì cái dẫn đến cái chất lượng nó kém đi. Và cái tuổi thọ của đèn nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Và thông thường những cái dòng đèn bật led hàng này, hàng trên tay ghi là 54x5 hay 54x59 hay là 54x12. Cứ hàng nào trên tay ghi có chữ là yên tâm là hàng chợ 100%. Người ta chỉ bảo hành cho quý vị từ 6 đến 12 tháng là cùng. Còn đối với hàng chính hãng bên công ty mình, đây là hàng của thương hiệu HX Lighting, hàng được công ty mình đặt trực tiếp về để đi lắp đặt các công trình lớn trong cả nước. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể đo độ sáng của hai đèn quý vị nhé. Nhưng cái trường hợp này chúng ta phải có cái đèn chính hãng và cái đèn hàng chợ cơ, thì cái khả năng này nó rất khó khi quý vị các bạn đang dùng đèn. Đến với công ty chúng tôi thì chúng tôi có sẵn đèn đâu là hàng chợ, đâu là hàng chính hãng công ty để cho quý vị và các bạn kiểm tra và test thực tế. Còn trong cái video này, Chiến sẽ sử dụng thiết bị máy móc đo công suất để kiểm tra cho nó chính xác 100% đâu là hàng chợ và đâu là hàng công ty, đâu là hàng đủ công suất và đâu là hàng thiếu công suất. Đấy. Tiếp theo, Chiến sẽ sử dụng một cái đồng hồ, thiết bị đồng hồ đo công suất để kiểm tra cho quý vị và các bạn nắm được. Cái gì cũng phải thực tế quý vị nhé. Cứ nói suông nhiều thì nghe nó cũng chán. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng đồng hồ đo đây. Trên đây là mình đang bắt đầu mình sử dụng một cái thiết bị đồng hồ đo công suất để đo cái công suất thực của đèn cho quý vị và các bạn xem. Với cái thiết bị đo công suất đây thì nó không thể chạy đi đâu được. Đèn có thông số bao nhiêu là nó hiện sẵn lên trên đây. Sử dụng máy móc thì cái độ chính xác nó sẽ là 100% quý vị nhé. Mình chế độ để đèn ở chế độ sáng nhất R55 này, 255 này, G này, đấy, sáng nhất quý vị nhé. Thì trên đèn hiện thị công độ công suất của nó đo đây là 178W quý vị nhé. Đấy. Quý vị cứ tự nhân lên cho mình là 54 x 3W là được 162, thì nó cộng thêm với cái quạt củng nữa thì nó rơi vào khoảng 180. Đây. 170 mấy đây này. Đấy. Thực tế đây quý vị nhá, đây là cái dòng đèn chính hãng của bên công ty mình đang cung cấp và lắp đặt cho các công trình trên cả nước. Đèn mang thương hiệu HX Lighting. Với cái dòng đèn này thì chỉ có ở bên công ty mình cung cấp thôi và đấy. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đồng hồ đo công suất để đo cái dòng đèn bật led 54x9 này mà rất nhiều đơn vị đang sử dụng, xem cái công suất thực tế nó là được bao nhiêu watt và xem có đúng như cái công suất mà trên tay người ta ghi không. 54x9 là quý vị có thể nhân ra được bao nhiêu watt rồi. Hơn 500W rồi quý vị nhá, hơn 500W. Xem nó có được hơn 500W như quý vị và các bạn đang dùng không. Còn đây là cái dòng đèn hàng trên tay ghi 54x9W quý vị nhé.
Chú ý đây là cái dòng đèn hàng trội, chợ, hàng trôi nổi mà được bán ở các cái cửa hàng đi đèn đóm mà nó không phải chuyên nghiệp quý vị nhé. Đấy, thì mình sẽ đo công suất thử xem nó được bao nhiêu watt cho quý vị và các bạn xem. Trên tay ghi 54x9 đây, rõ ràng nhé. Thiết bị đo đồng hồ công suất đây, dây rợ đây, dây đây, đi vào đèn đây đúng không? Bắt đầu mình bấm này, R này. R255 nhá. Công suất của nó đây. 85-90W. 54x9 của quý vị các bạn đâu? 54x9 đây. Mà được có 85-86W đây. Vậy cho nên là khi để phân biệt rõ nhất đâu là hàng chợ, đâu là hàng công ty, thì bằng mắt thường chúng ta cũng dựa vào cái tay này để nhận biết này. Đấy, cái đèn bật nét hiện nay trên các cái thương hiệu nổi tiếng sản xuất, người ta chưa thể sản xuất được cái dòng đèn bật nét mà nó có công suất ghi cao như thế này, hơn 500W như thế này được quý vị nhé. Mà cái đèn bé tí này làm sao chịu được. Đấy, và đây mình đã lấy một cái trường hợp, đây là đèn vàng đấy. Đèn vàng thì nó ít nhái nhất mà nó còn như thế vậy. Tiếp theo sẽ cho các bạn xem cái đèn đổi màu nó như thế nào. Đèn đổi màu của hàng chợ nó như thế nào, công suất nó như thế nào. Mà trên tay ghi 54x9. Tiếp theo đây, mình sẽ đo công suất thực của cái đèn mà trên tay ghi 54x9 cho quý vị các bạn xem nhé. R này. Đấy, nó chỉ được có 85W đây này. Đây là đèn vàng nhé. Đèn vàng mà đèn vàng này nó ít nhái nhất trên thị trường hiện nay mà nó còn như thế này. Trên tay ghi 54x9 đây. Tiếp đến cái đèn màu nó như thế nào nhé quý vị nhé. Đèn màu cũng ghi trên tay là ghi 54x9 đây. Đây mình đã chuyển sang dòng đèn màu rồi quý vị nhé. Đấy, đèn màu trên tay cũng ghi là 54x9 đây, quý vị nhìn thấy chưa. Đấy, cũng là 59W nhân 54 đây. Đây công suất của nó đây, được có 45W, 46W. Đấy, RGB đây. Trực tiếp cho quý vị các bạn xem luôn. Đấy, RGB 255 hết đây nhá. 45, 46W. Bảo sao cái dòng 54x9 mà lại có mấy trăm nghìn. Đấy, quý vị có thể xem kiểm nghiệm trực tiếp bằng đồng hồ đo công suất luôn. Tuyệt đối không nên tin tưởng vào cái tay nó ghi bao nhiêu watt cả. Vì đây toàn là nó đánh lừa chúng ta thôi. Hàng chợ, hàng trôi nổi, và đặc biệt là những cái cửa hàng bán không chuyên. Những cái dòng đèn mà cứ ghi trên tay này là yên tâm là hàng trôi nổi rồi, không đủ công suất. Làm sao một cái đèn quạt led bé tí như vậy có thể chịu được 500W? Là một khách hàng bình thường người ta cũng có thể nhẩm ra được là cái đèn có chịu được hay không. Đấy. Và đèn 54x9 làm gì có giá có mấy trăm và dưới 1 triệu. Mà rất nhiều quý vị khách hàng gọi điện đến chúng tôi bảo là có đơn vị nó bán cái đèn quạt 54x9W 950 đến 1 triệu hoặc 1,1 triệu. Đây, thực tế đây. Thực tế đo công suất đây. Đèn đây là đèn đổi màu nhá. Đấy, còn đèn vàng kia nó chỉ được 80W là cái đèn vàng nó nhái ít nhất. Nên vậy, lên để được mua hàng chính hãng, hàng chuẩn, thì có quý vị có thể liên hệ trực tiếp với bên công ty mình qua địa chỉ số 6 dãy nhà N2, ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0967 035 872 để được tư vấn và mua hàng trực tiếp. Và khi đến với công ty của mình thì có dòng đèn để cho quý vị tham khảo, đo trực tiếp bằng ánh sáng và đo trực tiếp bằng thiết bị để kiểm tra có phải là hàng chính hãng hay không.